dơ dái vừa đau đớn Đúng mà rồi, mà chỉ vừa mình chịu thôi chứ không ai dạ đúng chịu rồi dạ bể nát luôn á. Toàn luôn hả? À? Toàn toàn ừ ghê lắm má ơi. Thôi con dạch cho má coi rạn nứt phải không, rạn nát luôn. Tùy bạn nó quyết định, bạn nó có thể chia tay con luôn cũng được, không cần phải nói là con của bạn đó. Ừ. Con chấp nhận điều đó luôn. Con thấy mấy mẹ bỉm khác con rên con sợ á. À, má cũng biết là con khó có con mà, con bị đa năng buồng trứng. Quý Phụng xin kính chào quý vị khán giả đang xem chương trình Nhật ký của mẹ Mommy Diary. Đây là một cái chương trình để cho những bà mẹ bỉm sữa được trải lòng về cái quá trình là mình mang thai, sanh con và nuôi con. Và cái người khách mời hôm nay là những cô bé bỉm sữa xinh đẹp. Trời ơi, giới thiệu cô bé. Ôi trời ơi, tôi chưa hết gì hết mà tự nhiên làm giá. Cô cổ cổ cái tên của cổ rất ngộ. Trời ơi, không biết cổ sinh ra cổ xấu, cổ đẹp mà cổ đặt tên là Mỹ Nhân. Trời ơi, đây là khách mời Mỹ Nhân. Xin chào mọi người đã xem chương trình Nhật ký của mẹ. Chào má Phi Phụng lắm rồi, má con mình mới ngồi lại với nhau. Tôi làm chương trình này tôi là MC mà ai kêu tôi bằng má gì trời. Tại vì đã đóng phim rồi con kêu má bằng má rồi, bây giờ quen miệng rồi. Trời má ơi, là phải auto làm má. À. Bây giờ má Phụng hỏi nha. Dạ. Cái khi mà con biết mình mang bầu, có em bé thì là có phải là đúng như trong dự định kế hoạch là sinh con hay là bị bể kế hoạch? Dạ bể nát không á. Bể nát không á. Toàn luôn hả? Toàn toàn. Ừ, rồi thì cái thái độ con khi mình biết mình mang thai nhịn như thế nào? Dạ thì con nói rồi, cái gì mà nó không có trong dự tính của mình sẽ hoang mang, mình lo lắng, lo sợ tột độ. Ừ. Nhưng mà con một thời gian sau đó thì con sẽ vui. Ừ. Tại vì đây cũng là mong muốn của con. À. Má cũng biết là con khó có con mà, con bị đa năng buồng trứng. Ừ. Cho nên là khi nghe được cái tin mình có con vậy thì lúc đầu thì sợ thôi, lúc sau thì cũng thấy may mắn. Ừ. Vì mình được ông trời ban cho mình đứa con, có điều là nó bất ngờ quá mình sẽ không có sự chuẩn hơi, bị hơi sốc, hơi dạ, sốc. Nhưng sau đó là ổn định lại. Dạ đúng rồi. Ừ. Ổn định lại thì mình cảm thấy happy chuyện đó, mình tận hưởng thôi. Ừ. nhưng mà nghe nói là con bị u nang buồng trứng hả? Đa nang, đa nang. Đa nang hả? Ừ, nhưng mà vấn đề mà đa nang thì vẫn có con được. Cái lúc mà con đi khám là năm 16 tuổi là nói là đa nang buồng trứng. Thì khi bác sĩ nói con là nếu mà muốn có chồng có con thì nên làm cái việc đó trước năm 25 tuổi để nó không có bị di căn ra hai buồng á. À. Thì lúc con có con Bode là 25 đúng rồi, 25 tuổi rồi. À. Thì nó đã đa nang ra hai buồng trứng rồi thì à, cái khả năng sinh con nó cũng là khó hơn rất nhiều. Xác suất rất là dạ, nhỏ. Đúng rồi. Cái bác sĩ nói là khi nào mà cũng muốn có con á thì lên bác sĩ can thiệp này kia. Yeah. Thì mình ý đi mà. Yeah. Mình nghĩ là nếu mà khó như vậy rồi thì để bình thường làm sao mà có con được. Mm. Ai ngờ đúng phải rồi. Oh. À, sốc nhưng mà sau đó mình lại rất là vui. Dạ. Là vì mình nghĩ mình sẽ không được là thiên chức làm người mẹ. Rồi khi con nói cho ba đứa bé nghe thì cái người bạn nó như thế nào? Chắc là má cũng nghĩ là cái người bạn đời của con chắc cũng không có lớn tuổi đâu ha. Vậy cái gu của xem xem. À xem xem nha. Trai tài gái sắc hả? Dạ, bạn đó thì sinh năm 96, nhỏ hơn con tuổi. À nhỏ hơn hả? Dạ. À vì con là lái máy bay đó à? Không, con là máy bay. Con luôn đúng vậy, máy bay. Mà nói nghe nè. Dạ. Rồi thì cần con nói thì bạn đó là có cái chấp nhận liền không? Dạ thì cũng bị sốc chứ. Tại vì đang trong độ tuổi thì tụi được, ăn, tụi ăn lớn đúng mà. Rồi, tụi ăn tụi tự lớn. Nhiên không bị vã trong cú vậy thì cũng bị sốc tâm lý. Ừ. Nhưng mà lúc sau thì có thấy bạn cũng có trách nhiệm. Ừ. Cũng nhắc con đi khám kiểm tra xem như thế nào. Ừ. Thì bạn đó thì cái khoảng thời gian đó thì cũng còn sự nghiệp này kia các kiểu chưa vững. Ừ. Thì mọi thứ quyết định là do con. À. Con thì nghĩ là nếu mà không có bạn đó hay không thì con vẫn sẽ quyết định là đẻ con. Con có nói với bạn đó là tùy bạn nó quyết định, mẹ nó có thể chia tay con cũng được, không cần phải nói là con của bạn đó. Ừ. Con chấp nhận điều đó luôn. Ừ. À, nhưng mà bạn đó vẫn bỏ qua hết mọi thứ ở bên cạnh con, không có sợ là ảnh hưởng gì hết. Con thấy cái đó cũng là một cái điều con quý trọng. May mắn, đúng rồi. Nhưng mà bác cũng hỏi con là cái quá trình con mang thai ốm nghén gì không? Trời, con nghén ăn đó má, là con ăn như nghỉ đó. Ủa? Ăn ghê lắm. Gì hả?
Nói chung là con có thể ăn tất cả mọi thứ và thèm ăn đồ ngọt, đồ béo. Dạ, con mập lên tới 24-25kg rồi. À, khi sanh đó hả? Khi sanh là con mập như vậy. 45 cũng là chưa có mập lắm đâu, có nhiều người 30kg rồi. Trời, mới biết là con sanh non mà. Hả? Con sanh non trước 1 tháng là con đã mập tới 24kg rồi. Nếu mà con đầy đủ sanh đủ thì chắc 30 con phải 90kg có. Con hấp thụ hết hay là cho em bé? Khi mà con ăn á, thì khám á, thì cả hai người đều bự. À. Cả bé lẫn mẹ đều bự. Khi sinh ra thì em bé bao nhiêu ký? Con sinh non. Con sinh non cho nên là em bé có 2 ký 250 thôi. Ồ. Dạ, nếu mà con sinh đủ ký chắc con không muốn đẻ nổi luôn. Tại vì em bé bác sĩ khám là nó bự hơn cái tiêu chuẩn ấy. À. Dạ. Thì lúc mà khám á, cỡ cái tuần mà con sinh á là 26 2 ký 6. Nhưng mà khi đẻ ra thực tế thì 2 ký 250. Ồ. Thì má nghĩ đi. Tới lúc mà nếu mà con nuôi đầy đủ ở trong bụng thì con mà bự lắm. Chắc 4kg quá. Nhưng mà khi con sanh là bình thường hả mổ? Dạ con sanh thường. À, sao giỏi vậy ta? Tại vì sanh non thì cố gắng ém em bé vô trong bụng càng lâu càng tốt. À. Cho nên là phải sanh thường thôi chứ đâu có mổ bắt con ra làm gì. Nhưng mà nói chung là sanh con sanh non là tại vì nó ra liền hay là có vấn đề gì không? Dạ sanh non là tự nhiên con đang dọn dẹp phụ mẹ con, cái con thấy bụng con bị đau một tiếng đau rồi mà đau kiểu kỳ lắm. À. Cái không phải là đau bụng mà cái đau lạ lùng lắm, mình chưa bao giờ trải qua cái cơn. Nhưng mà mình nghĩ là chưa có chuẩn bị là mình sẽ sanh. Dạ con không biết là con sẽ sanh không biết luôn á. Cái nửa tiếng con đau một lần xong rồi con thấy nghi nghi rồi. Cái con gọi cho bác sĩ nói là đi vô bệnh viện khám liền đi. Cái con vô bệnh viện, cái tự nhiên bắt con nhập viện luôn trong cái sự hoang mang lo không biết là trời ơi đẻ rồi hả, tại vì con chưa chuẩn bị tinh thần. Đúng rồi, đau lắm má. Ừ, con nghĩ là trời ơi chắc con phải sanh mổ quá chứ con chắc con không chịu được cái cơn đau này đâu. Tại vì con nghe mọi người diễn tả con sợ lắm. Nhưng mà giờ chung quanh có thấy những cái sản phụ khác có rên la gì không? Con nhìn thấy ghê quá. Tại bác biết sao không, con khám ở bệnh viện thường, bệnh viện công ấy, thì đông người mà tự nhiên con rất là đông mà mình phải ở chung với mấy mẹ điểm khác. Tại vì con không có dự định là sanh ở đó. À. Tại vì đi khám xong rồi tự nhiên bắt nhập viện luôn. Cái vậy là mình sanh chỗ khác? Dạ, cái con thành ra cái con sanh chỗ đó luôn. Là sanh bệnh viện thường luôn, đẻ con đang có 4 triệu. Là gần nhà hay sao? Gần nhà. À, tình tử sẽ có đó luôn. Dạ. À. Xong rồi cái con thấy mấy mẹ bỉm khác. Con rưng, con sợ quá. Xong rồi con chịu đựng được tất nửa 6-7 phân luôn. Cái tới lúc mà 9-10 phân á, tầm mà sắp đẻ 8-9 phân gì á là con đau quá. Con nói bác sĩ ơi cho con đẻ được thì không tiêm thuốc cho con được không? À. Cái bác sĩ đó tiêm phải tiêm lúc đầu, giờ này tiêm gì nữa? À. Giờ thì đẻ mất tiêu rồi tiêm gì? Trời ơi, xong rồi lúc đó con cảm thấy là thôi xong rồi. Đau quá má, đau không thể chịu được. Nhưng mà cái khi con sanh thì có ai kế bên con? Dạ mắc cười lắm, tại vì sanh non cho nên là kêu con á là giữ em bé càng lâu càng tốt. Thì con nghĩ là chắc chưa sanh đâu mình chịu được đau mà. Con kêu người nhà con về nghỉ ngơi đi. Đừng có ai lại hết. Trời ơi, kêu người. Tại vì đông quá lắm. Mấy bệnh viện công mà ngay mùa dịch nữa, không có chỗ nằm. Người nhà của mình rất là tội, kiểu cúc cùi bắp cùi bơ ấy. À. Xong rồi con thấy thương quá, tại nhà con cũng gần. Con kêu thôi đi về ngủ đi. Chưa sanh đâu, rồi con ở đó mình. Xong rồi trời đất ơi. Tới lúc mọi người đi về cái con có dấu hiệu sanh. À. Bác sĩ la làng lên. À. Trời ơi, đi sanh mà một mình không ai. Mà phải đem đồ gói ghém cái đồ đạc của mình đi theo chứ. Con thì sắp sanh rồi mọi người hả? Đưa con vô chỗ cái xe đẩy á. À. Kêu con ngồi xuống đẩy rồi chửi đẻ luôn, mọi người sợ con đẻ rớt. Vậy đó hả? Tại vì 6-7 phân rồi mà mặt con tỉnh quá. À. Mà con ghê lắm á. Sao? Là con không có bị tự bể nước ối. Ừ. Bác sĩ phải xử lý giùm. À. Trời ơi, con nghĩ là trời ơi, thật thương mấy người phụ nữ luôn á. Đúng chứ rồi. Có cái gì mà kiểu dơ dái mà ghê gớm nhất là phụ nữ trải qua mà. Đúng rồi. Ở cái khoảnh khắc đó luôn á má. Ừ. Trời ơi, kinh lắm. Nói chung là con nghĩ là lúc mà con đau đẻ và trải qua những cái đó, con rất đau nhưng con vẫn có suy nghĩ trong đầu là mình thương những người phụ nữ kinh khủng khiếp khi mà trải qua giai đoạn có con và sanh đẻ. À. Vừa dơ dái vừa đau đớn. Đúng rồi, mà chỉ mình chịu thôi chứ không ai chịu. Dạ đúng rồi. Mà lúc đó chỉ có mình ở đó thôi, bản thân mình phải tự vượt qua. Đúng rồi. Khi mà má bụng đẻ đó
thì là cũng như bác cũng bể nước ối là từ sáng, nhưng mà tới 11 giờ khuya mới xong. Ui, nó khô lắm á mấy. Thì đó mình sợ khô em bé. Dạ. Thì đó, thì nhưng mà khi mà mình không có hơi mình rặn, để khi rặn em bé ra thì em bé bị ngấn cái đầu. Hiểu không? Rồi mà cứ nhồi, cái ngày là cô hộ lý của mình không có hơi để mình rặn. Cô hộ lý cứ nhồi 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 cái mà mắc cười lắm. Mà cô hộ lý của nhồi xong cô nói chứ chị đừng có cắn em nha. Chứ nó trời ơi mình cũng cái nết mình cũng đàng hoàng. Rồi 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 chị không có la làng la xóm. Nó ủa trời ơi nó nổi cắn chị đâu có cắn. Chị đâu có điên gì đó. Không có chị ơi, cái lúc mà đau rồi không cần biết gì hết. Chồng còn nắm chồng mà quýnh chồng nữa mà. Hiểu rồi, có nhiều người xấu nết á. Là chửi chồng này kia rồi cái nghĩ tưởng tượng mà cái cây sắt mà bẻ cong là con biết rồi đó. Thì cắn luôn người ta, nghĩa là người ta làm cái cỡ gì để cho mình bớt đau đó. Đúng rồi. Lúc đó mình không có nghĩ được, khi xong rồi mình mới thấy xấu hổ. Dạ. Đó. Không mà vậy. Con đau con cũng lý trí lắm mà. Ờ con thì cũng nó sỉ lắm, con đau mà con vẫn sỉ lắm, con đúng vẫn rồi. Đau mà con vẫn kiểu chỉ nắm chặt cái tay mình thôi đó, mà con rặn cũng không được má. Đúng. Tại vì cái hơi con bị ngắn. Xong rồi cái con mới nói bác sĩ là bây giờ chắc không qua nổi quá, con nghĩ là con chết rồi á má. À. Cái bác sĩ nói bây giờ mà em không cố gắng thì em bé ở trong bụng sẽ bị ngợp, sẽ rất là nguy hiểm mà em bé còn sanh non nữa. Ừ. Trời, con nghe vậy cái con áp lực quá ha. Áp lực quá má. Ráng rặn. Con cố gắng hít một hơi xong rặn ra một phát. Trời, con thấy cái con mắt của con nó muốn lòi ra ngoài luôn á má. Ồ. Nó bị nổ luôn, bụp 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 bụp. Vậy đó. Con thấy hả tất cả mọi thứ đều bị ê luôn á má. Ừ. Kiểu không còn một cái sức lực nào, con nghĩ là chắc con chết mất. Rồi rặn hơi đó rồi ra không? Ra. Không ra nữa thì chết thiệt. Lúc đó không còn sức mà ra cái mà con thấy nhẹ nhàng phải không?